Quý vị đang trở lại với chương trình Giờ Cửa Sổ trên kênh FBNC ngày 1 tháng 8 và ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam KDV, mã là CAV, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017. Theo đó, thì doanh thu thuần của KDV trong nửa đầu năm nay đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng là 14%. Doanh thu tài chính đạt gần 6 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái. Với các kết quả này, thì trong 6 tháng đầu năm nay, KDV thu về gần 158 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 30% so với nửa đầu năm 2016. Lượng hàng tồn kho cuối kỳ đạt 965 tỷ đồng, tăng 246 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, riêng tồn kho thành phẩm tăng 60 tỷ đồng, tồn kho nguyên vật liệu tăng 120 tỷ đồng. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng gần 70 tỷ đồng. Năm 2017, KDV đặt mục tiêu đạt 6.200 tỷ đồng doanh thu và 410 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được, thì công ty đã hoàn thành một nửa kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà Đại hội Cổ đông giao phó. Thưa quý vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, mã là MNC, vừa thông qua nghị quyết mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng, Công ty Liên kết, để nâng tỷ lệ sở hữu từ 10% lên 80%. Cụ thể thì Mai Linh Miền Trung sẽ nhận chuyển nhượng 47.600 cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng từ 3 cá nhân là ông Võ Thành Nhân, bà Lương Thị Hoàng Anh và ông Trương Tài. Số cổ phần này tương đương 70% vốn điều lệ của Việt Đăng Khoa Đà Nẵng. Cổ phần của Việt Đăng Khoa Đà Nẵng có mệnh giá là 100.000 đồng một cổ phần, giá nhận chuyển nhượng là 300.000 đồng một cổ phần. Tương ứng, Mai Linh Miền Trung sẽ bỏ ra 14,28 tỷ đồng để mua số cổ phần này. Hiện tại, Mai Linh Miền Trung đang sở hữu 6.800 cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng, tương ứng 10% vốn điều lệ của công ty. Giao dịch thành công, MNC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Việt Đăng Khoa Đà Nẵng lên 80%, nắm cổ phần chi phối. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế năm 2016 đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, mã là BDR. Theo đó, phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 105 triệu đồng và phạt một lần thuế về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 34 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu số tiền thuế hơn 562 triệu đồng, bao gồm 513 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 35 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và 14 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, BDR còn bị phạt số tiền chậm nộp thuế khai sai gần 17 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế bị phạt truy thu tiền chậm nộp đối với BDR là 718 triệu đồng. Số tiền này phải được nộp về kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn là 10 ngày. Kết quả kinh doanh của BDR trong 6 tháng đầu năm cho thấy, doanh nghiệp đạt gần 600 tỷ đồng doanh thu và gần 160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng lần lượt là 164% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Ngày 24 tháng 8 tới đây, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, mã là KSB, sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017, tỷ lệ thực hiện là 12%. Thời gian thanh toán vào ngày 20 tháng 9 năm 2017, trong đó trả cổ tức còn lại năm 2016 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7%. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thì Khoáng sản Bình Dương đã báo cáo kết quả kinh doanh với doanh thu đạt 517 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2017, thì KSB trình kế hoạch doanh thu 1.025 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả năm trước và lợi nhuận sau thuế là 240 tỷ đồng, tăng 7%, cổ tức dự kiến 25%. Ngoài ra, thì Khoáng sản Bình Dương cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước DRH được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai. Hiện tại thì KSB DRH, thưa quý vị, đang sở hữu 22,34% vốn điều lệ của KSB. Ông Nguyễn Gia Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, mã là HAR, vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAR. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian thực hiện dự kiến là từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9. Nếu giao dịch thành công, thì ông Bảo sẽ nâng lượng nắm giữ tại HAR lên 11,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ là 12%. Trước đó, thì từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8, ông Nguyễn Gia Bảo cũng đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAR. Sau lần giao dịch này, thì ông Bảo đã nâng sở hữu tại An Dương Thảo Điền từ 1,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ là 1,8%, lên 6,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ là 6,9% và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Hiện riêng ông Gia Bảo và những người có liên quan là ông Nguyễn Nhân Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Dương Thảo Điền đang nắm giữ hơn 9,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ là 9,8%. Chuyển sang thị trường nước ngoài, thưa quý vị, Phố Wall vừa có phiên biến động mạnh nhất kể từ tháng 5 sau khi thị trường đón nhận những diễn biến mới nhất về căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Cụ thể thì kết phiên ngày 10 tháng 8, chỉ số Dow Jones mất hơn 200 điểm, tương đương là 0,9%. S&P 500 giảm gần 1,5%, còn Nasdaq giảm 2,1%. Áp lực trên thị trường chủ yếu đến từ màn đấu khẩu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Hồi đầu tuần này, phía Mỹ đe dọa nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đầu đạn hạt nhân thì Triều Tiên sẽ phải nhận lấy khói lửa và thịnh nộ. Đáp trả lời đe dọa này thì Triều Tiên cho biết có thể sẽ nhắm tên lửa đến lãnh thổ Guam của Mỹ. Không dừng lại ở đó, mới đây ông Trump đã tái khẳng định lời đe dọa của mình. Điều này khiến giới đầu tư lo lắng căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ còn dâng cao. Chỉ số biến động thị trường CBOE tăng cao nhất kể từ tháng 5. Các nhà đầu tư rút lui khỏi thị trường chứng khoán để đi tìm tài sản trú ẩn an toàn. Trong tuần này, giá vàng giao tương lai đã tăng 2% lên mức cao nhất trong một tháng. Tỷ giá đồng franc Thụy Sĩ so với đồng đô la Mỹ cũng tăng 0,9%. Về phía các doanh nghiệp, thưa quý vị, cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs giảm điểm mạnh nhất trên chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của chuỗi bán lẻ Dallas cũng giảm 18% sau khi công bố báo cáo doanh thu. Ngược lại, cổ phiếu Macy's và Kohl's tăng điểm nhờ báo cáo doanh thu tốt hơn dự báo. Trên S&P 500, thì nhóm công nghệ thông tin và tài chính kéo giảm chỉ số. Trong khi đó, trên Nasdaq, các mã blue chip công nghệ như là Alphabet, Apple, Amazon hay là Netflix thì đều giảm điểm. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng, thì các nhà đầu tư toàn cầu đổ xô đi tìm tài sản trú ẩn an toàn và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bất ngờ trở thành một tài sản trú ẩn lợi suất cao trong mắt các nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch ngày thứ 6, thì đồng nhân dân tệ là đồng tiền thể hiện tốt nhất trong 31 đồng tiền lớn của thế giới. Tỷ giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ ở mức là 6,6605, tăng 1,1% so với phiên trước đó. Ở chiều ngược lại, thì đồng won Hàn Quốc giảm giá 1,5%, còn đồng đô la Úc thì cũng giảm 0,5%. Nhiều chuyên gia cho rằng việc đồng nhân dân tệ lội ngược dòng ngoạn mục là có sự đóng góp không nhỏ từ bàn tay can thiệp của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BBOC. Xuất phát điểm đầu năm nay, nhân dân tệ ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Tuy nhiên đến nay, đồng tiền này đã tăng giá trở lại sau khi BBOC thực hiện hàng loạt các biện pháp ngăn dòng vốn chảy ra khỏi nước ngoài. Chưa rõ đồng tiền này sẽ duy trì mức hiện tại được bao lâu. Những biến động trên thị trường thế giới đang gây ra nhiều rủi ro đối với đồng tiền của Trung Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng giữa lúc đồng đô la Mỹ đang rục rịch tăng giá trở lại, theo những diễn biến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thì BBOC có lẽ phải có thêm nhiều biện pháp nữa mới có thể giữ ổn định được đồng nhân dân tệ. Thưa quý vị, sau giai đoạn trì trệ của thị trường hàng hóa thế giới những năm 2015-2016, các hãng khai khoáng khổng lồ đang chuẩn bị tái cân bằng cán cân thanh toán của mình bằng những xu hướng mới của các ngành công nghiệp trên thế giới. Trên thị trường hàng hóa thì giá cả các mặt hàng đang tăng trở lại. Theo Landcore thì nhu cầu sản xuất ô tô điện tăng cao sẽ là một nguồn tiêu thụ kim loại và năng lượng lớn đối với các hãng khai khoáng. Hãng khai khoáng Landcore cũng dự báo là trong năm nay hãng này sẽ thu về lợi nhuận trước thuế và lãi vay ở mức 2,4 đến 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 100 triệu đô la so với dự báo đưa ra trước đó. Glencore có cơ sở để nâng triển vọng lợi nhuận lần này bởi vì nửa đầu năm nay lợi nhuận trước thuế và lãi vay của Glencore tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với cuối năm 2016 thì dư nợ của Glencore cũng đã giảm 1,6 tỷ đô la xuống còn 13,9 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, chỉ mới 8 tháng sau khi CEO Bali Bada nhậm chức thì hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới là Lego đã tuyên bố thay CEO. Giám đốc điều hành mới là một người Đan Mạch cùng quê hương với gia tộc sáng lập Lego. Ông Bali Bada nhậm chức CEO cách đây 8 tháng và ông năm nay 61 tuổi là một người Anh. Vào hôm 10 tháng 8, Lego bất ngờ tuyên bố thay vị trí CEO và người ngồi vào chiếc ghế nóng này là ông Niels Christiansen, 51 tuổi, người Đan Mạch. Trước đó, ông Christiansen đã có 9 năm làm giám đốc điều hành của hãng điện tử Danfoss. Dưới thời của ông Christiansen thì Danfoss đã trở thành hãng điện tử dẫn đầu toàn cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả. Về phía Lego thì hãng đồ chơi lớn nhất thế giới kỳ vọng sự dẫn dắt của Christiansen có thể vực dậy đà tăng trưởng của Lego tại châu Á và giúp Lego hội nhập tốt hơn vào kỷ nguyên số. Hiện tại hãng này đang phải chứng kiến thị trường bị thu hẹp sau khủng hoảng tài chính và đang làm mọi cách để cứu vãn tình hình, trong đó có những động thái hợp tác với các thương hiệu phim lớn như là Star Wars, Harry Potter và Indiana Jones để nhượng quyền thương hiệu và làm ứng dụng smartphone. Tuy nhiên, đối thủ Mattel, nhà sản xuất búp bê Barbie, đang là trở ngại lớn nhất đối với Lego. Doanh thu của Lego năm 2016 chỉ đạt gần 38 tỷ crown Đan Mạch, tăng trưởng chỉ 6% so với năm 2015, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 25% của năm 2015 so với năm 2014.
Thưa quý vị, căng thẳng dâng cao giữa Mỹ và Triều Tiên tiếp tục khiến thị trường chứng khoán châu Á phiên cuối tuần chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc giảm điểm mạnh đến 1,7% với nhóm công nghệ và bán lẻ dẫn đà giảm điểm. Cổ phiếu của Samsung và SK Hynix giảm lần lượt là 2,6% và 3,7%. Chuỗi cửa hàng bán lẻ Shinsegae giảm gần 10%. Và trong phiên thì khối ngoại bán tháo hơn 287 tỷ won, tương đương 250 triệu đô la Mỹ trên sàn chứng khoán Hàn Quốc trước những căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tại Úc thì nhóm tài chính ngân hàng dẫn đà giảm điểm, giá vàng giảm không đủ sức kích nhóm nguyên vật liệu đi lên. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghi lễ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại phần điểm tin của giờ cơ sở ngày hôm nay. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ trở lại với chuyên mục cổ phiếu trong ngày.